Thưa quý vị, cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Xuân Tuất, tên khai sinh là Cao Văn Tuất tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, vừa được cựu binh Mỹ Peter Matthew và vợ trao trả cho gia đình vào sáng nay, ngày 5 tháng 3 năm 2023, sau 56 năm giữ gìn. Vợ chồng ông Peter Matthew cũng đã tới thăm và thắp hương lên bàn thờ liệt sĩ trong cuộc gặp gỡ nhiều xúc động vào sáng nay. Vợ chồng ông bà Peter Matthews đều rất xúc động khi được đến tận gia đình liệt sĩ Cao Xuân Tuất thăm hỏi và tự tay mình thắp nén tân hương cho liệt sĩ. Gia đình thân nhân liệt sĩ Cao Xuân Tuất cũng bày tỏ sự cảm ơn và ân cần đón tiếp vợ chồng ông Peter Matthews, người đã cất giữ cuốn nhật ký hàng chục năm qua, vượt hơn nửa vòng trái đất để trao trả lại cuốn nhật ký cho gia đình. Trong sáng nay, vợ chồng ông Peter Matthews cùng đoàn đã có mặt tại hội trường của Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh để dự lễ trao trả kỳ vật cuốn nhật ký cho gia đình của liệt sĩ Cao Xuân Tuất. Buổi lễ có sự tham gia đông đủ của đại diện gia đình thân nhân liệt sĩ và đại diện chính quyền tỉnh Hà Tĩnh cũng như người dân địa phương. Tôi nghĩ rằng đây là sứ mệnh và là nhiệm vụ mà tôi phải hoàn thành để trao trả lại cuốn nhật ký cho gia đình liệt sĩ Cao Xuân Tuất. Thời điểm tôi nhặt được cuốn nhật ký, tôi đã thật sự ấn tượng vì trong cuốn nhật ký đó có những bài thơ, bài nhạc với những hình ảnh minh họa được vẽ rất đẹp. Qua những bài viết và hình ảnh trong cuốn nhật ký, tôi có thể cảm nhận được tinh thần lạc quan trong thời kỳ chiến tranh ác liệt mà liệt sĩ Tuất đã thể hiện. Sau khi trở về từ cuộc chiến, tôi cũng mất một khoảng thời gian dài với những vấn đề của tôi, và tôi cũng mất khá nhiều thời gian để cởi lòng với mọi ký ức của tôi về cuộc chiến. Tôi gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình liệt sĩ, và tôi tin rằng gia đình sẽ gìn giữ tốt nhất cuốn nhật ký này. Cuốn nhật ký đã vượt hơn nửa vòng trái đất, cách xa hơn 56 năm nay, được hồi hương, khiến cả người trao và người nhận đều không khỏi xúc động. Đây là kỷ vật quý giá đối với gia đình, thắp lên tia hy vọng có thêm thông tin để có thể tìm lại được phần mộ của liệt sĩ. Hôm nay nhận được cuốn nhật ký, thực sự tôi và gia đình tôi xúc động. Gia đình tôi sẽ lưu giữ cuốn nhật ký để bàn giao các thế hệ con cháu sau này hiểu thêm về lý tưởng sống và sự hy sinh của cậu. Đây là những món quà tinh thần để tiếp nối và hy vọng sớm nhất là tìm lại được phần mộ của Cao Xuân Tuất. Ông Peter Matthews cũng chia sẻ, việc được trao trả lại cuốn nhật ký cho gia đình cũng mang ý nghĩa hàn gắn và vun đắp tình bạn bè, hữu nghị và hòa bình giữa những người đã từng ở hay chiến tuyến. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 30, nghị quyết Chính phủ ngày 4 tháng 3 năm 2023 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế. Nghị định quy định thực hiện niêm yết giá với tất cả trang thiết bị y tế tại các địa điểm quy định của pháp luật về giá hoặc trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Chỉ thực hiện kê khai giá đối với trang thiết bị y tế khi có biến động bất thường về giá, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp, khả năng chi trả của người mua, khả năng thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành cập nhật sửa đổi, bổ sung danh mục và nội dung thông tin trang thiết bị y tế phải kê khai giá. Đáng chú ý, nghị định cũng đưa ra các yêu cầu để khắc phục những vướng mắc lớn trong việc áp dụng quy định kê khai giá trong đấu thầu. Trong đó, thay đổi phương thức để khắc phục những vướng mắc trong xác định thời điểm mua bán trong quá trình mua sắm, đấu thầu tại các cơ sở y tế công lập. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố báo cáo về thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2022, nếu trong tổng số hơn 963.000 người hưởng trợ cấp thất nghiệp thì lao động nữ chiếm tới gần 60%. Độ tuổi nhận hỗ trợ mất việc làm nhiều nhất là từ 30 đến 40 tuổi, tiếp sau là các nhóm thanh niên từ 20 đến 30 tuổi, 30 đến 40 tuổi. Mức hưởng bình quân trợ cấp thất nghiệp cao nhất của lao động nữ là trên 30 triệu đồng đối với nhóm tuổi từ 50 đến 60. Trong khi với lao động nam, nhóm trên 60 tuổi nhận trợ cấp thất nghiệp trung bình cao nhất với trên 33,5 triệu đồng. Ngược lại, nhóm lao động từ 20 tuổi trở xuống ở cả nam và nữ chỉ nhận bình quân dưới 9 triệu đồng trợ cấp mất việc làm. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 3 năm 2023 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra hội nghị tổng kết ngành thể thao năm 2022, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tại sự kiện, những cá nhân, tập thể có đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành văn hóa, thể thao đã được vinh danh. Trong đó có 3 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, 12 nghệ nhân được trao tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú.
8 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc tại các giải thi đấu quốc tế. Dù năm 2022 là năm phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch, nhưng ngành văn hóa thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có rất nhiều hoạt động nổi bật. Định hướng năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Dương Anh Đức nhận định đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Ngành văn hóa thể thao thành phố vì thế cần tập trung nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù để bảo tồn các môn nghệ thuật truyền thống, chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa, rà soát, tăng cường phát triển thể thao thành tích cao, chủ động xây dựng, đặt hàng các cơ sở thuộc các lĩnh vực khác, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực toàn ngành, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2025. Thưa quý vị, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 70 triệu đồng với công ty cổ phần dược Nature Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh vì sản xuất thuốc vi phạm chất lượng mức độ 2 đối với thuốc Enflovico. Đây là thuốc được chỉ định sử dụng trong suy tuần hoàn não, yêu cầu công ty này phải thu hồi, tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm chất lượng. Công ty cổ phần thương mại và phát triển Hà Lan, Hà Nội bị xử phạt 100 triệu đồng vì không thực hiện kê khai giá thuốc trước khi lưu hành trên thị trường. Cùng lỗi vi phạm trên, công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Đông Dương, Hà Nội cũng bị xử phạt 80 triệu đồng. Thưa quý vị, theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tính đến ngày 4 tháng 3, tại Hà Nội chỉ còn 10 trên 31 trung tâm đăng kiểm với 19 dây chuyền còn hoạt động. Theo tính toán, với số dây chuyền hiện có, mỗi ngày Hà Nội chỉ kiểm định được 1.140 xe, một tháng kiểm định được 30.780 xe. Trong khi đó, số xe đến hạn kiểm định trong tháng này tại Hà Nội là 75.682 xe, chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu của người dân. Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục khuyến cáo chủ phương tiện tại Hà Nội chủ động đưa xe sang các trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh lân cận để thực hiện kiểm định xe, tránh phải chờ lâu gây ùn tắc ở Hà Nội. Ngoài ra, việc chủ động bảo dưỡng xe, tra cứu và nộp phạt nguội trước khi đi đăng kiểm định xe cũng được khuyến cáo để người dân thực hiện, giúp giảm thời gian làm các thủ tục đăng kiểm. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra dự kiến về thời gian xét tuyển đại học năm 2023. Theo đó, thời gian xét tuyển năm nay sớm hơn so với năm ngoái do kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra sớm hơn một tuần. Năm 2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giữ ổn định công tác tuyển sinh đại học như năm trước, không ban hành quy chế tuyển sinh mới. Bộ tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống chung. Điểm mới năm nay, lịch xét tuyển đại học dự kiến sớm hơn năm ngoái. Theo đó, thí sinh diện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển nộp hồ sơ trước ngày 30 tháng 6, nhận kết quả trước ngày 5 tháng 7 và xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh của Bộ trước 17 giờ ngày 15 tháng 8. Với các phương thức xét tuyển sớm, các trường hoàn thành và thông báo kết quả cho thí sinh để đăng ký xét tuyển trên hệ thống từ ngày 4 tháng 7. Từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, tất cả thí sinh đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đó, thí sinh có 11 ngày để nộp lệ phí xét tuyển. Từ ngày 26 tháng 7, nhận kết quả điểm chuẩn ngày 14 tháng 8 và xác nhận nhập học đợt 1 trước 17 giờ ngày 30 tháng 8. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 3, Chủ tịch Nghị viện châu Âu EP, ông Roberta Metsola đã tới thành phố Lviv, miền Tây Ukraine và có các cuộc gặp với các lãnh đạo nước chủ nhà. Tại đây, bà đã có kêu gọi Kiev có thể được phép trong năm nay bắt đầu quá trình đàm phán để trở thành thành viên của Liên minh châu Âu. Cũng trong chuyến thăm này, Chủ tịch EP đã thảo luận cùng Tổng thống Ukraine về các vấn đề liên quan tới hỗ trợ nhân đạo và điều tra tội ác chiến tranh. Vào tháng 6 năm 2022, Bruxelles đã đồng ý trao tư cách ứng viên EU chính thức cho Ukraine. Tuy vậy, tiến trình gia nhập EU thường tốn rất nhiều thời gian và quyết định cuối cùng phụ thuộc vào các nước thành viên trong liên minh. Thưa quý vị, các nhà chức trách hàng không Hàn Quốc và Trung Quốc đã đồng ý tăng dần số lượng chuyến bay trên các tuyến giữa hai nước lên mức trước đại dịch COVID-19. Theo Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc, hai nước sẽ thực hiện 608 chuyến bay mỗi tuần trên các đường bay đến cả hai nước. Trước dịch COVID-19, hai bên đã từng cung cấp tổng cộng 1.100 chuyến bay mỗi tuần, trong đó các hãng hàng không Hàn Quốc thực hiện từ 450 đến 470 chuyến. Phía Hàn Quốc cũng thông báo rằng các hãng hàng không địa phương dự kiến ban đầu sẽ tăng số lượng chuyến bay đến Bắc Kinh, Thượng Hải, Thanh Đảo và Diên Cát trong tháng này. Tháng trước, Hàn Quốc đã nối lại việc cấp thị thực ngắn hạn cho du khách Trung Quốc và Trung Quốc cũng nối lại việc cấp thị thực ngắn hạn cho người Hàn Quốc.
Thưa quý vị, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết nước này đã nối lại việc nhập khẩu dầu của Nga sau 8 tháng gián đoạn. Theo dữ liệu sơ bộ, Nhật Bản nhận được 747.706 thùng dầu thô trong tháng 1 từ dự án dầu khí Sakhalin 2 ở Viễn Đông Nga. Việc giao hàng được thực hiện thông qua công ty Taiyo Oil của Nhật Bản. Người phát ngôn của công ty cho biết lô hàng này là một phần của khối lượng dầu thô còn lại theo hợp đồng năm 2022. Cuối năm ngoái, Nhật Bản áp giá trần đối với dầu nhập khẩu của Nga như một phần trong nỗ lực nhằm giảm doanh thu từ dầu mỏ của Moscow. Tuy nhiên, Tokyo không giới hạn nhập khẩu dầu từ dự án Sakhalin 2, nói rằng một động thái như vậy sẽ gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng của nước này. Ngoài dầu mỏ, Sakhalin 2 còn cung cấp cho Nhật Bản khí tự nhiên hóa lỏng LNG, chiếm khoảng 9% tổng lượng LNG nhập khẩu của Nhật Bản và 3% nguồn cung cấp điện trong nước. Thưa quý vị, ngày 4 tháng 3, một nhóm tay súng đã xông vào nhà riêng của tỉnh trưởng tỉnh Negros Oriental, ông Ruben Degamo tại thị trấn Pamplona, sát hại ông này cùng 5 người khác. Theo cảnh sát Philippines, có 6 đối tượng mang súng trường và mặc đồng phục tương tự các nhân viên an ninh xông vào nhà ông Degamo và nổ súng lúc ông đang phân phát hàng viện trợ cho cử tri. Trong video đăng trên mạng xã hội, vợ ông, thị trưởng thị trấn Pamplona, bà Yanni Degamo xác nhận ông đã qua đời tại một bệnh viện địa phương khoảng 2 giờ sau vụ tấn công. Cảnh sát hiện đang tìm kiếm 10 nghi phạm, trong đó có 6 tay súng chạy trốn khỏi hiện trường bằng 2 xe thể thao và 1 xe tải trước khi chúng bỏ lại các phương tiện tại một thành phố lân cận. Tổng thống Philippines đã lên án vụ sát hại tỉnh trưởng Degamo. Ông cho biết cuộc điều tra đang đạt được tiến triển nhanh chóng. Nhà chức trách đã thu thập được nhiều thông tin và có hướng đi cụ thể nhằm đưa thủ phạm ra trước công lý. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 9 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.